ông đang rọi đèn xe đúng không? Là ông thấy trước cái đèn xe khoảng 10 mét là có đứa nhỏ, nó đang cầm cái cây, nó khiều khiều nè, nó khiều khiều. Mà nghĩ nó nhỏ tới khoảng tầm 9-10 tuổi á, ông thấy hết hồn, cái ông mới xuống xe. Ông vừa khiều, con ơi con đảo gì dưới đường á? Con đang đào cái hố để con chôn người. Chị biết luôn, con cái thằng bé đúng không? Dạ. Nó là ghiền cải lương. Mẹ ơi! Gì vậy má? Cởi đi. Cởi gì? Cởi đồ. Không, không, cởi chuyện, cởi chuyện á. Cởi chuyện đi, cởi chuyện. Ừ, cởi chuyện á. Cởi chuyện gì? Má. Trời ơi. Cởi chuyện gì em đâu có biết đâu. Muốn cởi đại đi, chuyện gì cũng được chứ. Để em nhớ rồi, chuyện gì đâu. À, có cái chuyện bạn em kể. Bạn em á là kể về cái chuyện ông chú của nó. Ông chú của nó là làm tài xế chạy xe tải á, mà chở đồ về miền Tây á. Đi đêm mà, tài xế là đi đêm mà chắc chắn rồi đúng không? Là chuyến đó ổng cũng chạy đêm, chạy xe tải là có lơ, mà bữa đó xui sao đi, ổng đi có mình ổng à. Ổng chạy tới cái khúc ngã ba, ngã ba Chú Ý á. Ủa, ở dưới miền Tây có cái khúc ngã ba Chú Ý à? Không phải, ý bà là cái ngã ba đó có cái ông chú tên Ý. À đúng rồi. Không có, chạy qua ngã ba là mình Chú Ý vậy thôi, chứ không có vấn đề vậy, tại vì em không nhớ địa danh. Nó cởi, nó cũng đâu có nói em cái chỗ đó, nghe chỗ nào đâu. Chạy đại đi trời. Ý là rồi, nó chạy tới cái khúc ngã ba. Cái xong cái ông thấy phía trước, ông đang rọi đèn xe đúng không? Là ông thấy trước cái đèn xe khoảng 10 mét là có đứa nhỏ, nó đang cầm cái cây, nó khiều khiều nè, nó khiều khiều. Mà nghĩ nó nhỏ tới khoảng tầm 9-10 tuổi á, ông thấy hết hồn, cái ông mới xuống xe. Ông mới xuống xe, ông lại hỏi thăm coi thằng nhỏ nó ở đâu, ông dắt nó về. Ông vừa kìa, con ơi con. Nhỏ đó bắt đầu nó ngước lên. Xong ông thấy... Nó nói con chào chú ha. Con chào chú là mày đi học á. Nó không chào, giao lưu ánh mắt thôi. Con ngấn lệ không? Không, không có ngấn lệ. Mà nó ngấn cái khác. Ngấn cái khác, nó ngấn cái gì? Con mắt của nó thụt vô trong rồi, đen thui thùi lùi. Thôi ớn ớn rồi. Ông nghe có mùi rồi. Nhưng mà ông vẫn thử rồi, hỏi nhiều khi con của người ta thì tối mình mắt mình nhìn không rõ. Nhiều khi mình nhìn không rõ, con nít thiệt sao, tội nghiệp nó để nó ngoài đường. Ông hỏi là về nhà con đâu, con đi lạc hả, để chú dắt con về. Mà con đào đào cái gì vậy, con đào gì dưới đường hả? Con đang đào cái hố để con chôn người. Chị biết luôn, con cái thằng bé đúng không? Dạ. Nó là ghiền cải lương. Mày ơi. Nó như nào đó. Tôi vùi chôn sắc bom khô nơi đáy bồ. Đúng không? Có nghĩa là nó bị nhập vai á. Vậy là thằng nhỏ đó là con Lan. Đúng rồi. Là nó là con Lan. Trời ơi, vậy mới bị lớn làm đặc ưu. Rồi cái đối tượng của chú đó là anh Điệp. Anh Điệp. Đúng rồi. Không ai tuyệt vời. Đúng tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Trời ơi, xuất sắc. Nếu mà đơn giản vậy nói làm gì? Không, quan trọng là tiếp tục nữa nè. Tiếp tục. Ờ chưa, chưa chị. Trời ơi, câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu chị. Nó đào đào xong ông này ông cũng nghe kỳ kỳ rồi. Nhưng mà ông hỏi, ủa con đào con chung ai? Dạ con chung ba con. Ủa nhưng mà sao con chung ba con? Dạ tại vì mẹ con có bầu con mà ba con bỏ mẹ con. Mẹ con chết, con cũng chết. Tới lúc này ổng mới leo lên xe ổng chạy. Mà từ trên khoảng 10 mét đó ổng đi lại xe á. Là ổng đang đi tự nhiên ổng bị một cái tay đòi đó. Bà nội ơi bà nội. Ở trong cái bụi cỏ cái tay thò ra giật chân ổng xuống vậy nè. Ổng té lăn mấy vòng xong mà ổng té xuống trong cái dốc quá chị. Là ổng vừa té xuống như cái dốc là tự động đất nó lấp lại. Xong mà thằng nhóc nó mới giục cái cây nó. Cuối cùng cũng chôn xong. Trời ơi. Mà vậy là làm sao ta? Chị sao á? Chuyện đơn giản vậy là
ổng là ba của hai cái người đó. Đúng rồi không? Chị trời đất ơi, chị không hiểu. Kể từ nãy giờ không có hiểu nữa. Có mà chị Dâm không hiểu luôn á hả? Ủa trời, có nghĩa là nó báo thù á. À, là cái chú này là ba nó, bây giờ nó quay lại nó báo thù. Trời ơi, sợ quá nha, cái ghê quá à. Ghê thiệt á, bởi vậy. Ê mà nhớ cái khúc đó là khúc nào không, để biết đi, mai mốt mình né coi. Ba chú ý. Dạ ba chú ý á. Dạ ba chú ý. Làm gì? Search Google.